Rồi, chào mừng các em đến với buổi tiết học âm nhạc lớp 6 ngày hôm nay. Rồi, tiết ngày hôm nay là chúng ta sẽ sang tiết thứ 11. Ở tiết 11, trước khi vào phần học tiết 11 này, chúng ta cùng nhau khởi động một hoạt động trò chơi nha. Trò chơi có tựa đề là nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ. Bây giờ chúng ta nghe âm thanh đầu tiên, coi đây là nhạc cụ gì nhé. Nhạc cụ gì nào? À, đây là một cái trống nhỏ ha. Rồi bây giờ chúng ta nghe âm thanh thứ hai. À, đây là loại tambon. À, tambourine. Đây chúng ta hơi thấy hình dạng của nó. Và đây âm thanh thứ ba. Rồi đây là maracas. Cái này nó, chúng ta thấy nó hơi lạ lạ ha, nhưng mà nói chung thì chúng ta cũng làm quen thêm một vài nhạc cụ. Và bây giờ tiếp theo, ở tiết thứ 11 này chúng ta sẽ gồm có hai phần, đó là ôn lại bài hát Niềm tin thắp sáng trong em của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, và phần nhạc cụ thì chúng ta sẽ nhạc cụ nói về tiết tấu bài thực hành số 3, cũng như nhạc cụ chúng ta thực hành giai điệu bài thực hành số 2. Đầu tiên, nội dung thứ nhất, chúng ta ôn lại bài hát Niềm tin thắp sáng trong em. Giờ chúng ta sẽ ôn lại bài hát này nhé. Đây, bài hát Niềm tin thắp sáng trong em, nhạc và lời của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, được viết theo nhịp 4-4 và cách hát tình cảm và hát vừa phải thôi nha. Chúng ta cùng ôn lại nhé. Thơm ngọt ngào đưa hương, lời khi ước tha tiếng
Rồi, sau khi chúng ta ôn xong bài hát, bây giờ chúng ta sẽ thực hành các tiết tấu ha. Mà trước khi thực hành tiết tấu thì chúng ta xem cái video mẫu tiết tấu cũng như các động tác vận động cơ thể và mình sẽ áp dụng vào bài hát này. Chúng ta luyện tập theo cái bảng dưới đây thuần thục nha. Giờ chúng ta nhìn video cô này đánh như thế nào. Đối với bài hát này, cô Hương áp dụng động tác vỗ đùi, vỗ ngực, vỗ tay, dậm chân và búng tay. Bây giờ chúng ta bắt đầu tập từng động tác nào. Hai câu đầu của bài hát chúng ta sẽ thực hiện cho cô động tác vỗ đùi, vỗ ngực, vỗ tay, búng tay. Chúng ta thực hiện lại vỗ đùi, vỗ ngực, vỗ tay, búng tay. Chúng ta ghép động tác này vào hai câu đầu của bài hát. Mời các em thực hiện theo cô. Dòng sông kia khi có đôi bờ, sông chảy về nơi biển lớn. Vườn cây sum suê trái trên cành, cũng nhờ người chăm tháng ngày. Động tác thứ hai chúng ta sẽ thực hiện ở hai câu tiếp theo. Các em sẽ dậm chân, vỗ đùi, vỗ tay. Các em thực hiện lại dậm chân, vỗ đùi, vỗ tay. Chúng ta ghép động tác thứ hai vào hai câu tiếp theo nào. Mời các em thực hiện theo cô. Biển xanh bao năm vẫn âm thầm, dâng đời làm nên hạt muối. Giọt mưa rơi trên đất khô hạn, đem lại màu xanh cánh đồng. Động tác thứ ba chúng ta sẽ thực hiện ở hai câu tiếp theo. Các em sẽ thực hiện động tác dậm chân trái, vỗ đùi, dậm chân phải, vỗ tay. Chúng ta thực hiện lại dậm chân trái, vỗ đùi, dậm chân phải, vỗ tay. Chúng ta ghép động tác thứ ba vào hai câu tiếp theo. Mời các em thực hiện theo cô. Trắng bao cánh cò, lúa thơm ngọt ngào đưa hương. Lời thiết tha tiếng cô thầy, thấm bao tình yêu quê hương. Hai câu cuối của bài hát chúng ta sẽ thực hiện lại động tác 1. Mời các em thực hiện theo cô. Thầy cô cho em những ước mơ, trên đường đời em còn nhớ. Thầy cô cho em những yêu thương, cho nụ cười vui mái trường. Và bây giờ chúng ta sẽ ghép toàn bài. Mời các em nghe nhạc và thực hiện theo cô. Dòng sông kia khi có đôi bờ, sông chảy về nơi biển lớn. Vườn cây sum suê trái trên cành, cùng nhờ người chăm tháng ngày. Biển xanh bao năm vẫn âm thầm, dần đời làm nên hạt muối. Giọt mưa rơi trên đất khô hạn, đem lại màu xanh cánh đồng. Trắng bao cánh cò, lúa thơm ngọt ngào đưa hương. Lời thiên tha tiếng cô thầy, thắm bao tình yêu quê hương. Thầy cô cho em những ước mơ, trên đường đời em còn nhớ. Thầy cô cho em những yêu thương, cho nụ cười vui mãi trường. Như vậy chúng ta vừa mới nghe cô hướng dẫn rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta thử làm xem nào nha, theo nhạc nha, vừa hát vừa làm luôn cho hay.
Như vậy chúng ta vừa luyện thăm cái bài gõ tiết tấu ha. Bây giờ chúng ta sang phần nhạc cụ tiết tấu bài thực hành ở số 3. Nhận xét và luyện tập mẫu tiết tấu. Các em nhận xét về điểm giống nhau và khác nhau của hai tiết tấu. Đó là so sánh về nhịp, về tiết tấu, về hình nốt và sự sắp xếp trường độ. Sau đó mình sẽ gõ luyện tập tiết tấu A bằng thanh nhạc cụ thanh phách, tiết tấu B bằng nhạc cụ chống cơm ha. Như vậy tiết tấu A chúng ta thấy có nốt đen chấm dôi, rồi móc đơn và nốt đen đen. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Còn tiết tấu B thì chúng ta có nốt đen rồi tới 2 móc đơn và 2 nốt đen sau cũng là tới 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ chúng ta sẽ vừa đọc tiết tấu A, vừa đọc vừa vỗ tay theo cho thầy ha. Mình đọc đen, đơn đen, đen. Đen, đơn đen, đen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy thanh phách ra mình gõ. Đen, đơn đen, đen. Rồi, ta làm lại. Đen, đơn đen, đen. Đen, đơn đen, đen. Đây là chúng ta gõ lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4. Rồi, chúng ta làm lại nha. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Đen, đơn đen, đen. Rồi tiếp theo, tiết tấu B. Tiết tấu B thì mình sẽ gõ thành 5, 5 phát. Đen, đơn đơn, đen, đen. Đen, đơn đơn, đen, đen. Nhớ lại nhé. Đen, đơn đơn, đen, đen. Đen, đơn đơn, đen, đen. Đen, đơn đơn, đen, đen. Rồi, gõ lại lần nữa tiết tấu B. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đen, đơn đơn, đen, đen. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Phần 3 là mình sẽ biểu diễn âm nhạc. Mình xem video và gõ đều theo cái mẫu mà nãy mình mới tập đâu nè. Sau khi bây giờ mình tập trước, sau khi thành thạo thì mình sẽ vừa hát vừa gõ đệm luôn. Ở đây tiết tấu này là tiết tấu A. Đen, đơn đen, đen, bốn phát. Đen, đơn đen, đen. Đen, đơn đen, đen. Dòng sông kia khi dòng sông kia khi có đôi bờ. Đen, đơn đen, đen. Dòng bờ sông kia khi có đôi bờ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo anh chị này gõ như thế nào nha.
Tiếp theo, bây giờ mình sẽ thực hành qua cái phần 6 với cái bài thực hành số 2. Xem lại video mình thừa này sử dụng sáo và cách cầm thổi như thế nào nha. Tiên là tư thế cầm sáo. Các con chú ý, khi cầm sáo, tay trái ở phía trên, tay phải ở phía dưới. Các ngón tay cần khum tròn trước các lỗ trên cây sáo. Khi bịt các lỗ sáo, các con hãy gập ngón tay và dùng phần đệm ngón tay để đóng các lỗ sáo sao cho không có khe hở. Chú ý, khi chuyển thế bấm giữa các nốt, các con đừng giơ ngón tay quá cao. Khi thổi, các con chú ý sử dụng hơi thật nhẹ để tiếng sáo không bị vỡ nhé. Rồi, đó là cách cầm sáo. Bây giờ chúng ta xem coi người ta thổi các nốt như thế nào. Mình sẽ thổi các nốt si la. Nốt si thì mình sẽ bấm lỗ không, tức là cái lỗ dưới đó, lỗ bấm vào ngón cái ở trên cùng, ở gần cái chỗ thổi. Lỗ không là lỗ dưới, và lỗ một là lỗ trên cao nhất. Ngón cái của tay phải giữ thăng bằng, tay trái chúng ta bấm, còn tay phải thì chúng ta giữ cái ống sáo. Còn nốt la chúng ta cũng bấm lỗ số 0, tức là lỗ dưới, và một lỗ 1, tiếp theo là lỗ 2. Bấm cả lỗ 1, lỗ 2 và lỗ 0 luôn, chúng ta được nốt la. Bây giờ chúng ta học cách bấm thêm nốt son. Bấm 3 ngón luôn, tức là lỗ 0 ở ngón cái. Rồi 1, 2, 3, tức là lỗ 1, lỗ 2, lỗ 3 bấm luôn, nó thành nốt son. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe, bấm và thổi coi như nó như thế nào nha. Âm thanh phát ra như vậy là đúng nốt son. Bạn nào thổi không đúng là sai, là bấm sai đó. Giờ chúng ta nghe lại nè. Son, son. Rồi tiếp theo mình sẽ nghe mẫu giai điệu bài tập, bài luyện tập A và B, bài thực hành số 2. Sau đó mình sẽ luyện tập ha, bài số 2. Bây giờ đây có, ở mẫu A chúng ta có hai nốt là si và la ha. Chúng ta nghe xem nốt si như thế nào và la như thế nào nha. Si la. Nốt si chúng ta sẽ bấm lỗ 0 và lỗ 1 ha. Lỗ 0 và lỗ 1. Si. Rồi la là bấm lỗ 0, 1 và 2 luôn nha. Si la. Lỗ 1, lỗ 2 luôn. La, lỗ 2. Rồi. Bây giờ chúng ta ở đây sang mẫu B. Chúng ta có hai nốt si và hai nốt la, cũng giống vậy thôi, nhưng mà chúng ta thổi từng nốt ha. Si si la. Si si la. Si si la la. Rồi bây giờ chúng ta nhìn xem đây là bài hát Mary có một con cừu nhỏ, bài thực hành số 2. Chúng ta trong bài gồm các nốt như đồ rê mi, đồ rê mi son. Chúng ta chỉ có các nốt đồ rê mi son ha. Này chắc phải gặp nhau mình mới thực hành nổi. Rê 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 mi son son, mi rê đồ rê mi mi mi, rê rê mi rê đồ. Ta nghe lại xem.
mi re đô re mi 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 re 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 mi son son mi re đô re mi 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 re re mi re đô. Giờ bây giờ chúng ta xem cái kèn phím ha. Đây kèn phím, chúng ta nối với một cái ống dài và bấm chơi. Chúng ta nghe một đoạn xem các anh này chơi như thế nào nhé. Rồi bây giờ chúng ta khởi động, ôn lại các nốt Đô, Rê, Mi, Fa, Son ha. Ôn lại các nốt Đô, Rê, Mi, Fa, Son mà mình đã học ở các chủ đề trước. À, dùng kèn phím nha. Đô, Rê, Mi, Fa, Son. À, Đô, bấm ở ngón 1, Rê, bấm ở ngón 2. Mi bấm ở ngón 3, Fa bấm ở ngón 4 và Son bấm ở ngón 5. Chúng ta cũng dùng kèn kèn phím để mình đánh lại cái bài này xem ha. Re đô re mi 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 re 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 son son mi re đô re mi 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 re re mi re đô. Rồi cuối cùng chúng ta cùng nhau ổn định lại bài, về nhà chúng ta cố gắng hát thuộc lại cái bài hát. Cái bài hát nãy chúng ta ôn đó nha. Và bài tập đọc nhạc thực hành, bài thực hành số 2. Rồi như vậy bài học hôm nay chúng ta hết rồi.